chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ chỉ cho các bạn tất cả những cái hợp âm cơ bản ở trên một cái guitar. Các cái hợp âm cơ bản, tức là các hợp âm đồ re, mi, fa, sol, la, si. Thì ở đây tôi chỉ hợp âm thứ với trưởng thôi. Giờ hợp âm thứ trước nha. Đó. Thứ trước. Đồ. Đồ thì đây. Đồ. Đồ đây nè. Bạn sẽ thấy nó là la thứ. La thứ. La thứ. Thôi như vậy thì các bạn học cái la thứ trước đi. Cái la thứ trước. Đó, la thứ này. Thứ thì cái ngón trỏ này nè, ở dây số 3 kế từ trên xuống, tức là nó la, tức là cái dây này dây mi, đúng không? Dây số 3 kế từ trên dưới này là mi. Còn cái ngón số 2 này các bạn để ở dây số 3 từ dưới lên thì nó sẽ được vào ở cái vị trí là vị trí la. Mi la, đúng không? Còn cái ngón đỏ này các bạn để ở đô. Đô. Còn cái dây cuối cùng nhất số 1 đây thì buông. Buông tức là mi. Được chưa? Này vô sẽ được la trưởng vậy thôi. Đó, la trưởng đó. Chưa? Giờ la xong rồi đúng không? A xong rồi không? Giờ chỉ tới mi nha. Mi nè. Mi thứ trước đi cho dễ. Cái ngón trỏ này lên nó dây số 4, dây số 5. Dây số 5 này. Còn cái ngón số 2 này thì dây số 3. Đó, dây số 4. Số 4 kể từ dưới lên nè. 5 nè. Ngón này đè vô nè. Ngón này là ngón số 2. Ngón số 2 dây số 5. Ngón này cũng là ngón số 2. Ngăn số 2 nhưng mà dây số 4. Đó, như vậy là cái ngăn này thì nó đè vô cái nốt là nốt si nha. Si đè vô nốt si. Còn cái dây số 4 này nó đè vô cái gì? Mi. Như vậy là tổng cộng sẽ có mi. Si mi
kéo dài thôi. Tức là bị thứ. Rồi, bây giờ mi trưởng thì các bạn đè thêm một cái ngón trỏ này vô cái dây số 3 này. Cái dây số này, dây này gọi là dây số. Dây số 3 này. Đè lại thì mới được. Các bạn được mi trưởng. La với mi rồi đúng không? Còn lại là re. Re trưởng thì các bạn bấm như thế này. Re trưởng thì cái dây số 3 này thì ngón trỏ đẩy lên. Ngón số 2 này trên cái dây IC. Cái dây mi này, dây út này, dây nhỏ chút này. Các bạn lấy ngón giữa này, ngón này bỏ vô, đè xuống. Đó là đô trưởng. Đô trưởng. Nếu mà các bạn một số các bạn thì bấm như thế này cũng được. Đó. Cũng được. Con này lên đi ở vị trí số 3. Cái dây thứ 3 nè. Thứ 3. Cái này đè dây số 2. Ngón này nè. Đó, thì đè ở dây số 1. Ngang số 2. Rồi, đó là re trưởng. Giờ nếu mà rút cái này lên, rút ngón số 2 lên, thả cái ngón này xuống, ngón trỏ này xuống cuối dây cuối cùng thì bạn chỉ được re thứ. Re thứ đó. Thì một số người thì thay cái út này bằng cái ngón này, đó, cũng được. Dây số 3 là cái ngón này chịu đúng không? Ngang 2. Còn dây số 2 là ngón này đúng không? Ngang 3. Còn dây nhỏ nhất đó, tức là ngón trỏ. Ngang 1. Rê. Chưa? Như khi mà các bạn biết bao nhiêu đó thôi thì các bạn suy ra mọi cái tổ hợp âm trên kia cây đàn. Ví dụ như bên đây là la, hợp âm la thứ. Đó, hợp âm la thứ. Tại sao cái này hợp âm la thứ? Bởi vì khi mà các bạn đúng này, các bạn đè ví dụ đây này, thì cái dây này là cái dây trên của các bạn đó là dây la. Đó. Đó. La thứ. Còn các bạn đè thêm cái xuống này. Cái này hồi nãy là la trưởng đúng không? Chưa? Như vậy tương tự như vậy á. Như vậy là mình sẽ tính cái dây số 5 đi ha. Cái dây số 5. Nên dây số 5 á, bây giờ nãy là bây giờ mà bấm đè ngay chỗ đây là bảo đảm là giờ lên mi nè. À lên C nè, C đúng không? Bây giờ bạn có vậy là bạn có C. C thứ nữa. Rồi tỉnh tiếng lên thôi chứ đâu có gì đâu. Hồi nãy tôi ở dưới đây. Đúng không? Thì tôi chạy cái này. Đúng không? Tôi tận tiến lên bỏ ra một cái ngăn lên nữa, đúng không? Đó. Si thứ. Tương tự như vậy, si trưởng thì các bạn ba cái này. Này, ba cái này ở lại ở đây đúng không? Đó. Số 4 nè.
dây số 3 nè, dây số 2 nè, okay, dây số 2 đây. Đây. Đây là la trưởng đúng không? Bây giờ mình tịnh tiếng nè. Lên đây. Đó. Tịnh tiếng lên đây. Thì mình sẽ được si trưởng. Si tức là đô, như vậy là đô trưởng rồi. À, đô trưởng. Bây giờ đô thứ, thứ thì để lại giống như la thứ. Chị tên tiếng là chạy tên rê, rê thì bạn có rê, rê thì rê, rê thứ nè, rê đó này, rê trưởng. Mi, mi trưởng. Mi thứ. Bây giờ pha, pha, pha thứ. Nãy mày ở đây đúng không? Vậy pha thứ nè, nhất định, nửa cung. Pha thứ, ok. Rồi đây, pha trưởng. Đó. Đó, tương tự như vậy thì từ dây số 5 này các bạn sẽ suy ra. Và cái tố âm dựa trên cái dây số 5 này, cái dây này nó chạy tới đâu thì nó để ở cái nốt ở cái vị trí nào thì cái tố âm ở vị trí đó vậy thôi. Tương tự như vậy. Cái này là cái mi. Nhích nó qua một chút xíu nữa. Thì các bạn được pha thứ. Đó. Pha thứ. Chưa. Các bạn đè trên cái như này nữa. Cái này. Tại vì cái này là pha. Cái này là mi trưởng nè. Có cái này là dây số 4, còn chỗ này là dây số 3. À, một số để như vậy, một số tôi để như vậy cũng được, tôi để như thế này cũng được. À, rồi giờ tôi chạy nè, chạy lên pha. À, như vậy là pha trưởng nè. Mi trưởng. Đó, pha trưởng. Vậy pha thứ là thả cái ngón này ra, pha thứ. À, chưa. Vậy son. Son chạy lên đây, lên đây là son, son thứ. Số 3 là sinh trưởng. Tương tự như vậy. Sinh trưởng nhích lên đây. La.
Hát trưởng. Thì là la thứ nè, bảo cái gì đó. Nhảy lên si, si thứ, si thứ. Đẹp, đẹp, bỏ cái này cho bà. Si trưởng. Rồi, đô. Đô. Tình tiếng chạy lên. Đô trưởng. Bây giờ bỏ cái này ra là vậy. Thì các bạn bắt đầu lại từ đây, thì các bạn chạy lại hết, nó lại bắt đầu từ đầu. Đó, tương tự như vậy thì các bạn sẽ nắm được hết tất cả các cái ổ hợp phím.